À, thưa sư tại sao đức phật có một giới luật là không trang điểm giữa bác quan cai và giữ ngũ giới thì khác nhau như thế nào cái giới mà không trang điểm là nó nằm ở trong cái giới bắc quan giới bắc quan cai trở lên có nghĩa là cho đến cái cụ túc giới sai di giới và cụ túc giới là nó đã không còn trang điểm nữa bởi vì sao bởi vì khi mà chúng ta năm giới đó chúng ta giữ gìn năm giới là nó còn thuộc về cõi dục chư thiên cõi dục có nghĩa là quý vị giữ năm cái giới đó đó thì giỏi lắm là quý vị sanh về cõi trời dục giới đó còn khi mà chúng ta giữ tám giới đó là chúng ta bắt đầu là chuyển qua là cái cái giới của các cái cõi sắc giới mà cho đến khi mà cái vị thọ cụ túc giới thì đó gọi là cái 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 cái, cái giới đầy đủ gọi là ta đi là cái phạm hạnh phạm hạnh cái phạm má có nghĩa là cái 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 phạm thiên cái phạm thì có nghĩa là gì có nghĩa là cái giới đó là bắt đầu đi đến xa lìa các cái cõi dục rồi và đi đến các cái cõi sắc giới vô sắc giới thì như vậy đó, muốn xa lìa cõi dục đó, thì chúng ta phải buông bỏ những cái thói quen của cõi dục. Nó bao gồm luôn cả cái chuyện trang điểm. Tại vì sao trang điểm là nó còn thuộc về cái sự hưởng dục. Đấy. Thì sự hưởng dục đó khi mà quý vị thọ năm giới đó, thì nó vẫn bình thường nhưng mà khi mà chúng ta thọ tám giới thì có nghĩa là chúng ta phải buông dần đi buông dần đi cái sự hưởng dục thì khi đó là chúng ta không còn hưởng dục nữa chúng ta đi lên cái cảnh giới cao hơn đi lên cảnh giới cao hơn. Đó. Giống như là muốn đi lên cái cái lầu 2 thì chúng ta phải bỏ lại lầu 1. Chứ còn nếu như mà chúng ta vẫn cứ níu kéo cái lầu 1 thì chúng ta không thể lên được lầu 2. rồi cái giới tám giới thì nó nó khác một số điểm khác như thế nào thứ nhất là cái giới mà không có tài dâm của ngũ giới được chuyển thành cái giới không có hành dâm có nghĩa là nam nữ là không có tiếp xúc với nhau luôn Đấy, bởi vì chúng ta đã đã nói là bỏ các cái bỏ lại dục giới mà các cái cảnh giới mà thuộc về cõi dục các sự hưởng thụ thuộc về cõi dục chúng ta bỏ hết cho nên là không có um, nam nữ là không có hành dâm với nhau đấy rồi à, giữ tám giới đó là không có ăn phi thời có là bớt đi cái sự hưởng thụ vật chất không có trang điểm rồi thoa vật thơm rồi đeo tràng hoa rồi nghe múa hát rồi thổi đường kèn rồi và chơi các cái trò chơi thì dẹp hết qua một bên bởi vì là đã buông dần cái sự hưởng thụ các dục lạc đấy, đấy. thì nó là như vậy cho đến cái chuyện là không có tầm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp cũng vậy đó là bớt đi cái sự hưởng thụ bớt đi sự hưởng thụ vật chất đó